Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình đi Costco. Mình đang ở cây xăng của Costco. Mỗi lần đi Costco mình đều ghé cây xăng này mình đổ. Ở đây bình đổ thì giá xăng nó rẻ hơn gần 1 đồng luôn nha cả nhà. Ok, giờ mình đi vô Costco nha cả nhà. Lỡ mình đem mắt kiến nha, tại vì mình ra ngoài nắng con mắt của mình nó cứ chớp 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 hoài nha. Ở đây mình thấy nó bán cái máy giặt 1.229 đồng 99 sen hiệu Whirlpool 4.5 nha các bạn. Để mình xem phía bên trong coi. Ồ, cũng bằng với cái của mình ở nhà 4.5. Cái này cũng hiệu Whirlpool luôn, 999 đồng 99 sen 4.8. Nó bự hơn cái đầu tiên. Có điều cái cửa nó thì mở phía bên trên nha các bạn. Thêm một cái cũng hiệu Whirlpool luôn, 1.149 đồng 99 sen mà nó tới 5.3 nha các bạn. Cũng cửa mở phía bên trên luôn. Bự lắm nha các bạn, 5.3 lận mà. Đây là tivi hiệu Sony 55 inch 649 đồng 99 sen. Mình cũng thích hiệu Sony này lắm. Màn hình nó cũng rõ và đẹp nữa. Còn tivi này Samsung mà cũng 55 inch luôn nha các bạn. Mà có 379 đồng 99 sen à. Thì mấy cái này thì cũng là loại cũ không, nhưng mà nhìn cũng màn hình nó cũng rõ đẹp nha các bạn. Cái này là Samsung 65 inch 479 đồng 99 sen. Cái này cũng Samsung 65 inch mà 849 đồng 99 sen. Còn đây là hiệu LG nha các bạn. 65 inch. Giá của nó thì 499 đồng 99 sen. Organic bagel chip. Cái này ăn cũng ngon lắm nè các bạn. Bữa giờ mình đi mình kiếm hoài không thấy, bữa nay mình mới thấy đây nè. Mình cũng lấy 2 hộp. Giá của nó là 7 đồng 99 sen. Mình cũng lấy một hộp bánh coconut này. Giá của nó là 8 đồng 79 sen nha các bạn. Còn đây là thùng snack. Trong đây nó có 90 bịch nhỏ, giống như là gummy các bạn. Nó có nhiều mùi vị trái cây ở trong đây lắm. Để mình xem cái giá của nó. Giá bình thường 16 đồng 99, bữa nay nó bớt 4 đồng 50 sen thì còn 12 đồng 49 sen nha các bạn. Đây chicken. Mình ăn thử cho ngon không nha. Awesome. Hôm nay con mình lấy cho mình cái sample của bát cơm chả bông. Con trai mình nó ăn xong cái symbol này rồi, ảnh thấy ảnh nói ảnh thích cái trà bông này, ảnh đòi mua. Còn cái này boba mochi mochi, mình không biết cái này có ngon hay không mà sao cái giá nó 8 đồng 99 sen. cái này goldfish mấy đứa nhỏ thích ăn lắm nè các bạn. Nhỏ con mình nó thích ăn mấy cái này lắm, mua hoài
giờ lớn rồi Nhi nó không có thích ăn cái này nữa. Nhìn thấy cái thùng cũng bự ghê nha, mà giá bán của nó là 1 đồng 99. Mình thích ăn mấy cái đồ lặt vặt lắm các bạn. Bánh này mình cũng thường hay mua ăn ở nhà. Này 40 ao mà nó bán đồng 49 cent. Spam bữa nay có sale 11 đồng 89, mà nó sale xuống 5 đồng, còn 16 đồng 89. Có 8 cái hộp nhỏ trong đây, mình cũng lấy cái này là hộp almond nè các bạn. Cái này các bạn ăn á, nó giúp trong người mình có mỡ tốt ở trong người mình nha các bạn. 9 đồng 49 mà tới 3 pound lận các bạn. Còn cái này cũng almond luôn mà nó cắt lát mỏng 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 nha các bạn. Bịch chị 2 pound 6 đồng 69. Còn cái này siqui, con trai mình nó thích ăn cái loại này. 9 đồng 99 sen một bịch bự đó đó các bạn. Bánh bía sầu riêng. Bên trong có 12 cái nha các bạn. Giá bịch bánh bía này là 4 đồng 79 sen. Hôm nay có bánh trung thu luôn rồi các bạn. Bánh trung thu này hiệu của Đài Loan, 24.7 ao. Giá của nó 12 đồng 99 sen. Bánh này cũng 2 trứng luôn nha các bạn. Thôi mình cũng lấy một hộp đi. Còn một loại nữa nha các bạn, cũng của Đài Loan luôn mà cũng có 2 trứng luôn nha các bạn. Hộp này thì giá 16 đồng 99. Loại này thôi mình cũng lấy một hộp luôn đi. Mì này thì của Nhật nha các bạn. Mình cũng thích ăn loại này, nhưng mà mình thích làm mì khô ăn hơn. Mình cũng lấy một cái luôn. Giá của nó là 10 đồng 99. Con gà này bự ghê mà nó nướng chín sẵn luôn đó. Mà có 4 đồng 99 sen. New York Steak 3 cục, trong đây nó bán 52 đồng 9 sen. Beef Ribeye Steak cũng nhiều giá, có diện 54 đồng 50, 55 đồng 58. Mấy dĩa này có 3 cục bụng lắm. Mấy dĩa trong đây cái 55 đồng 4 sen. Nói chung nhiều giá lắm các bạn. Trong đây bán bánh này cũng nhiều lắm các bạn. Một hộp bánh thấy cũng nhiều cái lắm mà có 5 đồng 99 à. Dưa hấu trái cũng bự ghê á. 6 đồng 99 sen một trái. Mình cũng thích ăn cái loại quýt này, nó chua chua ngọt ngọt. Mình cũng lấy một bịch quýt này luôn. 7 đồng 79 sen một bịch nha các bạn. Con mình nó thích uống cái nước chuốt này. Một khay này nó 24 chai lận mà nó có 4 mùi nha các bạn.
15 đồng 89 sen nha các bạn. Ice cream này nay cũng còn sale nha các bạn. Giá bình thường của nó là 13 đồng 49, bữa nay nó xuống 3 đồng rưỡi, còn 9 đồng 99. Một thùng nó 15 cây. Nhà mình cũng lấy 2 thùng luôn. Con trai mình thích ăn loại pizza này. Giá của nó 13 đồng 99 sen. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Bye bye. Hẹn các bạn ở lần sau. Mong các bạn bấm subscribe, like và ủng hộ kênh của mình nhé.